Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu cho anh em về ba cái bộ socket của Tonsen, đó là 1/4, 3/8 và 1/2 anh em. Thì nói về cái hãng Tonsen, em về cái công cụ này cũng khá là ok nè. Dòng là dòng công nghiệp anh em á, industrial nè anh em. Dòng công nghiệp thì nó sẽ mắc hơn dòng thường một chút. Cái bộ tiếp này nó gọi là 1/4, nó có là 14 cái chi tiết trong đây anh em á, từ số nhỏ tới số lớn anh em. Từ số nè 4 5 4 nè, rồi anh em dần chút ha. Nó dán cái tem này nó bít mít rồi. Đây. Đây nè. Cái số của nó anh em là từ 4 rồi 5 5 rưỡi 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Có nghĩa là từ cái sự 4 đến 14 anh em ha. Bộ này giá bên cửa hàng mình đang bán con này là 294.000 anh em. Nó có một cái cần siết tự động đây nữa và một cần nối, chỉ như vậy thôi. Một cần siết tự động và một cần nối ha, và những đầu khẩu trên đây. 2 4 6 8 10 12 cái đầu khẩu. Giá là 294.000, có cái mã là 15150. 15150 anh em. Dòng anh em mới biết đây dòng công nghiệp ha. Dòng công nghiệp 15150 đựng trong một cái vỉ như thế này. Những cái dòng này anh em biết anh em làm gì không? Trong những cái xưởng, những cái gara anh em treo lên, ta làm trong nội thất á. Ta dùng cái cần này làm trong nội thất á, nhỏ gọn, trong kẹt hốc đó, rất là ngon luôn. Tại những con ốc nhỏ nhỏ thì cái này dùng tầm này chúng ta làm được rồi. Ok ha, dòng 1/4, 15150, giá 294.000. Nha. Rồi, kế tiếp giới thiệu cho anh em một dòng 3/8. Cái dòng 3/8 thì nó sẽ to hơn anh em á. Giá bên cửa hàng mình đang bán bây giờ là 407.000. Nó gồm là 2 4 6 8 10 cái đầu khẩu. 10 cái đầu khẩu, một cần siết và một cần nối. Thì cái 3/8 này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 407.000. Anh em á, nó gồm những cái số là này nó chạy kính mít rồi anh em. Có cái mã là 15151 anh em, 15151 ha. Đó, 15151. Nó có số là từ 8 anh em, 8 rồi 10 nè, 8 10 11 12 13 14 16 rồi 17 18 19 ha. Nó lên tới 19 thôi. Mình đọc là cái số ha. 8 rồi 10 đó nha anh em, 8 nè, 10 11 12 13 14 16 nha. Rồi 17 18 19. Ok ha. Đó, bộ như thế này. 3/8 có cần siết luôn, giá 407.000 anh em ha. Rồi kế tiếp giới thiệu anh em một cái dòng mẫu khẩu. Khẩu này thì của 1/2 anh em. Rồi khẩu này khẩu 1/2 nè, khẩu lớn nè. Cái khẩu này thì giá của hàng mình bán là 509.000. Nó gồm là từ số 10 10 10 12 13 14 16 17 19 21 22. Đó, lên tới 22 thôi. Có một cần siết và một đầu cần nối dài như thế này. Giá mình cửa hàng bán là 509.000. Có cái mã là 15152. 15152, cả ba dòng này đều dòng công nghiệp hết anh em ha. Cái ba dòng đều còn dòng công nghiệp hết. Và cái khẩu trong là khẩu lục giác hay chứ không phải bông anh em ha, này lục giác hết. Sáu cạnh nha. Khẩu bên trong sáu cạnh. Rồi, ok ha, nhắc lại anh em ha, cái dòng 1/4 giá là 294.000, dòng 3/8 là 407.000, dòng 1/2 là 509.000. Đó là về ba cái khẩu ha. Anh em có nhu cầu về dòng này có thể ghé cái hàng mình mua tại 737 Sạc Hai Lạng Quân, phường phường 10 Tân Bình, Phố Hồ Chí Minh nha anh em, tại showroom Tonsen á. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình làm một cái video này để giới thiệu cho anh em về các loại máy của hãng Tonsen. Vừa về cửa hàng cũng khá là đầy đủ rồi ha. Lúc trước thì nó hết một số hàng anh em, kỳ này giới thiệu nó về đủ rồi mình giới thiệu lại ha. Thì về máy Tonsen á, thì trước tiên mình nói về cái giá, cái này mình giới thiệu thôi. Anh em nào muốn biết giá thì anh em nhắn tin hoặc gọi điện giùm mình nha. Bởi vì sao? Bởi vì riêng về những cái dòng máy Tonsen anh em, nó có một cái chính sách mà gọi là bảo hộ về giá, nên hiện tại bây giờ giá bán online rất là cao ha, giá bán online rất là cao, nhưng mà giá bán tên bên cửa hàng mình thì nó lại thấp hơn. Do vậy mình thì không thể nào báo giá online cho anh em được ha. Anh em muốn biết giá thì anh em gọi điện trực tiếp cho mình cái. Về máy cưa kiếm ha, máy cưa kiếm bằng điện của hãng Tonsen bên mình về rồi luôn anh em á. Đó, 79541 nè. Đó, máy cưa kiếm nha. Có luôn rồi nè. Rồi máy khoan đục nha, 79511. 79511 là máy khoan đục 3 chức năng ha. Có về luôn. Rồi cái máy mài gốc, những cái máy mài này rất là sướng anh em, tay cầm bé tí thôi à. Nhỏ xíu vậy nè. Nha, máy mài Tonsen rất là ngon luôn. Này công tắc đuôi. Nha, công tắc đuôi 850W. Nó thiết kế một cái công suất rất là khỏe luôn, 850W, nhưng mà nó nhỏ xíu thôi. Nhận dòng máy mài Tonsen này xài rất là sướng.
hoặc ở đây là cũng là công 800W nhưng mà công bất trượt anh em ha. Đây trượt như thế này đó, những cái dàn này thì nó cầm nó gọn lắm anh em, nó nhỏ xíu thôi nha, tất cả đều di động 100% hết. Những cái dòng tôm sen thì đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường châu Âu nha, 850W. Cái đĩa này quên, cái đĩa này là đĩa 115 nha anh em, sạc cốt lớn nè, còn đĩa này đĩa cốt nhỏ nè, đĩa 100 là đĩa cốt nhỏ, hai cái này nó khác nhau ha anh em. Rồi xích sạc 115 thì mình xài cái đĩa loại tắc trượt, còn tắc đuôi thì chỉ đĩa 100 thôi, hoặc là công máy mài này 950W anh em, đĩa 125 cốt lớn luôn đó. Hoặc về máy khoan thì tôi sen có cái mã là 79503 ha, cái này là 850W rồi 13mm đó. Máy khoan tôi sen cũng ở đây nè anh em ha, cầm cứng cáp cực kỳ nặng, khá nặng luôn nha anh em đó. Những anh em nào đã xài qua tôm sen rồi anh em biết ha, đã lắm rồi. Máy này là máy khoan nè ha, cái con này là con khoan bắn vít nè, 79500 đó, nó chỉ có chức năng khoan bắn vít thôi, không có khoan búa, nó nhỏ gọn, nhìn cho anh em làm thạch cao, 79500 ha, 400W thôi. Những con này anh em leo kèo trên cao bắn rất là ngon nha, 79500 ha. Anh em không biết cái máy này thì nhắn tin thì mình nghe ha. Rồi kế tiếp đây là dòng máy 79502, đây là dòng máy khoan 710W nha anh em, 710W. Dòng này nhiều anh em xài ha, nó vừa gọn luôn mà nó khỏe nè nha, vừa gọn mà khỏe, 79502 ok ha đó. Hoặc là chúng ta có máy khò nha, máy khò này có chỉnh nhiệt độ bằng điện tử nè anh em nha. Rồi một cái con máy khò thường nha, rồi máy cưa lọng, đây con máy này cưa lọng này ha, lọng này nó sẽ nằm bên đây, nó bị rớt ra rồi đó. Cửa lọng khá là cái mâm bằng nhôm nha anh em, nó mâm bằng cái nhôm. Rồi kế tiếp anh em cái dòng mà máy mài hai đá của hãng tôn sen, cái dòng này nè, dòng này xài rất là êm nè ha, nó chuẩn khá là cao luôn, cái quay nó rất là đậm anh em. Cái dòng này thì nó chỉ có 150W thôi, dòng điện 230 ha, 2950 vòng phút. Cái mã là 79646 nha, 79646 có hàng luôn rồi nha anh em. Rồi máy mài khuôn mini, đây máy mài khuôn mini ha đó. Máy mài khuôn này có mã là 79365, thì cái máy mài nó chỉ có máy như thế này thôi và kèm theo hộp dây anh em ha. Cái máy mài khuôn này thì nó cái cốt này anh em tối đa luôn là 3.2 ly, tốc độ quay nó tốt, công suất là 135W, tốc độ quay từ 10.000 cho đến 32.000 dòng một phút ha đó. Có chỉnh tốc trên đây anh em ha, cái dòng này rất là sướng, cầm nhỏ gọn luôn anh em ha. Công suất nó mạnh hơn một chút so với in cầu total, công suất in cầu total nó chỉ có 130 thôi, con này tới 135W, chứng nhận GSCE đầy đủ ha. Chỉnh tốc nằm như đây nha, chỗ thang nhìn rất là đã. Rồi đây là cái máy thổi bụi ha, thổi bụi 400W có hàng luôn rồi nè, rồi thổi bụi 600W anh em, 600W cũng có hàng luôn rồi ha. Đó. Rồi những cái dòng máy chà nhám anh em nha, chà nhám thì nó có đây, có chà nhám hình cái đế hình tam giác anh em, chà nhám nhọn như này, tam giác này ha đó. Rồi hoặc là chà nhám tròn, đây chà nhám tròn đây anh em á đó. Những dòng này cũng khá là ok anh em á, này về có đầy đủ nè. Rồi ở đây là chà nhám chữ nhật nè đó. Đó và con khoan bắn vít, những con này thì xài rất là sướng anh em á. Con này là dòng mini ha, nó nhỏ nhưng mà rất là mạnh, tốc độ quay con này tới 1.400 vòng phút. Anh em để ý về cái dòng máy khoan bắn vít á, chỉ có thằng tôm sen thiết kế nhỏ, tốc độ quay cao thôi ha. Còn là những dòng kia thì rất là mắc. Cái pin của tôm sen này luôn là được pin này 1.5A anh em nha. Đó, dòng này bán khá là chạy, một máy một pin một sạc nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi nè. Và con bắn vít như thế này nha, nó sướng, hết pin rồi. Đó. Tốc độ con vít này cũng khá là mạnh anh em, 2.400 vòng phút. Những cái dòng thường nó chỉ có 2.000 thôi, mà riêng cái dòng này tới 2.400 luôn. Đó, ở đây con máy mài rất là lớn luôn, 79525 anh em ha. Rồi một cái con khoan đục 1.500W anh em ha, 79513 có hàng luôn rồi ha, lúc trước hết hàng, cái này về luôn rồi anh em. Và một cái ống cái rulo nè, và cái máy cắt sắt thì mình để nằm bên dưới nha, cắt sắt thì không có khui ra đó. Máy sắt hiểu đó là về những cái dòng máy của hãng tôm sen mà bên mình có, thì anh em đang coi trên đây nó còn cái dòng máy cưa đĩa nữa anh em ha. Cưa đĩa này 1.300W đó, máy cưa đĩa 1.300W nhá, 1.300W. rồi
Đây là dòng máy khoan 18V nha. Một máy hai pin một sạc nằm trong cái hộp nhựa. Khá là đẹp luôn. Đó, anh em xem ha. Khá đẹp. Rồi ok, ngoài ra những cái máy này anh em có thể ghé bên Tonsen, anh em có thể mua về những cái kìm ha, những cái công cụ dụng cụ của hãng Tonsen mình treo rất là nhiều trong đây luôn ha. Đó. Rất là nhiều luôn nè anh em. Thấy chưa? Đây. Ha. Ở bên dưới nữa. Đó. Tuốt ở dưới nè, mà dưới mình chưa có mang đèn. Giờ là buổi tối rồi, anh em gần 8 giờ tối rồi. Đó. Anh em thấy không? Rất là nhiều công cụ luôn, và tất cả đây đều có giá sẵn hết nha. Anh em cứ ghé trong đây coi thôi. À, ghé đây coi hình đồng cảm thấy cái nào nó vừa túi tiền á thì anh em có thể anh em mua. À, đây là những cái kéo nè. Ở bên những cái kéo là những cái dao anh em á. Đó. Rất là nhiều trên đây. Rồi những cái đèn pin nha, đèn pin. Rồi những cái cây thước. Dao khá là xịn luôn em ha. Đó, những con dao như thế này. 179. Rồi ok ha. Đó. Hoặc là bên đây anh em có những cái đầu khẩu nè. Đó, những cái đầu khẩu, đó lục giác. Rồi kìm ha. Rất là nhiều luôn. Ở đây là những cái đồ mà chúng ta hay làm về gia đình rồi nè ha. Anh em cọ sơn rồi nè. Đó, những cái mũi khoan. Ok ha. Đó. Đây là những mũi khoan bốn cạnh của hãng Tonsen, khá là xịn nè anh em. Nha. Anh em có thể vào đây dọn những mũi khoan. Và ngoài ra bên đây thì có những cái lửa, có những cái mũi khoan gỗ, khoan sắt, rồi khoan đuôi cá anh em á, cưa lọng nha, có những cái bộ khá là nhiều. À, đây. À, nhiều lắm. Những cái eto á, eto máy bơm hơi. À, máy bơm hơi của hãng Tonsen á 50 lít. Rồi máy sắt, máy bơm hơi đây 24 lít anh em, có đủ. Cái dòng búa gõ sỉ hàng sắp hết rồi anh em ơi, hết hàng rồi nha. Còn có 4 cây là hết hàng rồi đó. Rồi mấy cái dòng này bán chả lắm. 500 cũng vậy anh em á, mấy cục này. Tại vì anh em biết sao, cái dòng Tonsen này nó về hàng không có nhiều ha. Thông thường một cái đợt hàng nó về xong rồi cái không có gì về liên tục, anh em chờ về tiếp á. Như vậy mới cũng có đứt hàng. Rồi ok, anh em đang có nhu cầu mua về sản phẩm nào có liên hệ số điện thoại bên dưới, hoặc anh em nhắn tin ha, Zalo gì đó thì anh em cứ nhắn vào đó rồi người bán họ sẽ báo giá cho mình. À, rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.